Tập 31. Chúc mừng cậu đã hy sinh. Hôm nay cứ để nguyên khuôn mặt như vậy đi. Đợi đã, tôi không phục. Làm lại lần nữa. Lại lần nữa à? Lại lần nữa, cậu vẫn phải chết. Nghĩ xem vấn đề của mình ở đâu đi. Tiểu đội trưởng, sao tôi ăn sớm vậy? Nói gì vậy? Giờ người ta là tham mưu lưu. Giờ người ta là thước đo. Thước đo. Lưu thước đo. Anh chui giỏng khói nhà ai vậy? Thái lão pháo, mấy trận pháo kia là Triệu Thường Thắng bảo anh làm à? Anh đừng có đắc chí, sẽ có ngày anh phải mang quả. Báo cáo. Sao vậy? Phó quan Triệu đã muốn tôi làm thước đo của đội du kích, thì tôi nên nghiêm khắc yêu cầu bản thân mọi lúc. Trong suốt thời gian huấn luyện, tôi làm bất cứ chuyện gì cũng nên chuẩn xác tuyệt đối. Có đúng hay không, giáo quan Triệu? Đúng. Thế xin hỏi, tôi nên ăn mấy miếng là hết bát mì trong tay? Một miếng. Được. Vậy mời giáo quan Triệu biểu diễn. Ở đây đợi tôi à? Giáo quan Triệu, anh đừng nói như vậy. Tôi đâu phải con gái, rất ngại. Vậy tôi sẽ cho cậu hết ngại một lần, xem cho kỹ. Hay, hay lắm. Lợi hại. Múc thêm đi. Lưu truyền thuyết có ba bữa ăn cơm, bưng bát, há miệng, đổ đồ ăn. Bắt đầu từ ngày mai, bảo Lưu truyền thuyết tổ chức huấn luyện. Anh ta làm nổi không? Là trung đoàn trưởng của chúng tôi sắp xếp. Với lại tôi còn phải đeo vòng kim cô cho cậu ta. Đội viên du kích không thể vượt qua sát hạch, đều phải cuốn gói về nhà. Được. Anh đeo cái vòng này rất là đúng. Phải để cho anh ta hiểu, dựa vào mấy anh hùng hảo hán là không thể thắng trận. Phải. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, tôi cùng các anh tham gia huấn luyện. Đại đội trưởng, cô không cần đâu. Cần chứ, tôi là cán bộ quân sự, tất nhiên phải có tố chất. Anh ấy không bảo cô đi. Được rồi, đừng nói nữa. Mọi chuyện cứ như vậy. Đại đội trưởng, thư của trung đoàn trưởng Lâm. Có thể đi được rồi. Tôi không làm phiền đại đội trưởng đọc thư tình nữa. Lúc cô viết thư hồi âm, chuyển lời giúp tôi, nói Triệu Thường Thắng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Tôi đi nha. Thư của Lâm La Tiêu, từ ngữ đơn giản, chất phát. Trong thư thậm chí không nói đến từ yêu hoặc là nhung nhớ. Nhưng mà Dương Thiên Cáp vẫn cảm nhận được tình cảm như núi lửa tuôn trào của Lâm La Tiêu. Tình cảm như ngọn núi lửa tuôn trào đó lại không thể khiến Dương Thiên Cáp cảm thấy ấm áp. Ngược lại, nơi sâu thẳm nội tâm lại dấy lên sự lo lắng lạnh lẽo.
Sau khi đến căn cứ địa Nhạc Thái, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô độc. Sau này phải cẩn thận hơn, đừng cố quá, nghe rõ chưa? Sao vậy Tiểu Lan? Lúc vòng qua chướng ngại vật, đạp đầu xuống đất. Mau ngồi xuống, đại đội trưởng, khuyên nhủ cô ấy đi. Cô ấy thật sự không thể thông qua sát hạch, còn liên lụy tới mọi người. Ai nói tôi không được? Cô đừng cố cứng miệng, lần này cô may mắn, lần sau còn đạp đầu. Nói không chừng bị khờ luôn đó. Để xem cô làm sao kiếm chồng. Vậy tôi sẽ gả cho anh, tránh để anh làm phiền đội trưởng Dương. Em nói gì vậy? Lẽ nào chị thích bị anh ta làm phiền à? Cái con bé này, chị chóng mặt quá. Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Em còn phải huấn luyện. Còn huấn luyện cái gì? Coi em đi, chẳng nghe lời. Từ từ thôi, sau này phải cẩn thận một chút. Sao anh đọc trộm thư của tôi? Tôi đâu có đọc trộm thư cô viết cho Lâm La Tiêu. Còn nói là không đọc trộm. Vậy sao anh biết tôi viết cho trung đoàn trưởng Lâm? Đúng. Không phải, tôi chỉ nhìn có ba chữ thôi. Lúc nãy tôi định đi thì một cơn gió thổi tới, làm bức thư rơi xuống đất. Tôi nhặt lên, tôi thật sự chỉ thấy ba chữ Lâm La Tiêu. Anh nói là gió thổi à? Đúng. Được rồi. Gió đâu? Đi rồi. Anh còn ngụy biện. Tôi không có ngụy biện. Lưu truyền thuyết. Anh lén đọc thư của người ta, đồng nghĩa với việc nội tâm bẩn thỉu, hèn hạ. Bẩn thỉu hèn hạ, rốt cuộc là sao? Tôi nói cho anh biết, anh không cần lén lút. Anh muốn biết tôi viết gì còn gì. Nào, anh ngồi xuống, tôi đọc cho anh nghe. Tôi không nghe. Anh không nghe cũng phải nghe. Nghe đây. Chào đồng chí Lâm La Tiêu. Một ngày không gặp như cách ba thu. Nhiều ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng. Không phải cảm giác yêu đương khiến tôi hạnh phúc, mà là vì yêu anh khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi không nghe không nghe. Gặp được anh là may mắn của tôi. Yêu anh là vì tôi cầm lòng không đậu. Cô đừng có đọc nữa, tôi đi đây. Vẫn chưa đọc xong mà đi à? Đại đội trưởng Dương, đọc trộm thư của người khác, khác gì nửa đêm nghe trộm cô dâu chú rể tâm sự. Chuyện này tôi không làm được. Nếu tôi làm như vậy, cô cứ móc mắt tôi, cho vào chảo dầu mà chiên. Nhưng mà vừa nãy có một câu cô đã chạm tới tim tôi. Cái gì mà gặp được anh là sự sắp đặt của vận mệnh. Yêu anh là vì tôi cầm lòng không đậu. Không sai, tôi muốn yêu cô cả đời. Lẽ nào chị muốn bị anh ta làm phiền cả đời? Cái con bé này, chị chóng mặt quá. Quá ra anh ta thật sự không độc trộm, là mình đổ quan cho anh ta. Đại đội trưởng Lâm viết thư cho trung đoàn trưởng Lâm, anh không độc thật à? Không độc. Đồ ngốc, sao lại không độc? Đọc xong anh sẽ biết trong lòng đại đội trưởng nghĩ cái gì. Chúng ta sẽ có kế sách đối phó. Không thèm. Trung đoàn trưởng Lâm thích đại đội trưởng, người ở Tôn Gia Bàn đều biết. Anh không sợ trung đoàn trưởng Lâm cướp đại đội trưởng à? Tôi không sợ cô ấy bị cướp đi, vì tôi yêu cô ấy. Dạo này huấn luyện đặc biệt khiến anh khùng luôn rồi à? Anh mới khùng. Tôi hỏi anh, anh có biết thích là gì không? Yêu là gì không? Có gì đáng nói, giống nhau mà. Có thể là giống nhau cái gì? Anh nghĩ xem, người ta thích hoa sẽ ngắt hoa, người yêu hoa sẽ chỉ bảo vệ hoa, chăm sóc hoa. Làm sao mà giống? Không giống. Nói cho cùng, cho dù đại đội trưởng chọn trung đoàn trưởng Lâm thì tôi vẫn yêu cô ấy. Vậy nếu họ có con với nhau thì sao? Anh vẫn yêu à? Nếu họ có con, tôi coi như mình có con, lại trong nó, yêu nó. Câu này là trước đây giả bán nói với tôi. Bây giờ tôi nói lại với anh.
Người thích hoa sẽ ngắt hoa, người yêu hoa sẽ bảo vệ hoa. Nói cho cùng, cho dù đại đội trưởng chọn trung đoàn trưởng Lâm thì tôi vẫn yêu cô ấy. Đại đội du kích Huyện ủy Trung ương Nhạc Thái đang huấn luyện đặc biệt. Vậy thì chúng ta không thể ngồi chơi. Trung tá Sakata bây giờ trong thành đều đang đồn nói Asano là vật may mắn của lưu truyền thuyết. Khốn kiếp! Thái quân bớt giận. Tôi nghe câu này xong cũng cảm thấy rất tức. Người trong huyện đều nói chỉ cần Thái quân ở đây, lưu truyền thuyết đánh trận nào thắng trận đó. Đây là chuyện vô căn cứ mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần trước Lâm La Tiêu và lưu truyền thuyết đều là vật trong tay của tướng quân. Sao có thể để chúng chạy mất chứ? Tôi hoài nghi Hoa Mẫu Đơn và lưu truyền thuyết thông đồng với nhau trước. Nhưng mà tôi không có chứng cứ. Khiêng đi. Triệu Thất, cậu không cần sợ. Hoa Mẫu Đơn và lưu truyền thuyết thật sự câu kết với nhau lừa gạt Thái quân Asano sao? Báo cáo Thái quân, lúc đó tôi đứng sau Mẫu Đơn. Được, tôi nhìn thấy cô ấy đã giở trò với súng ngắn. Cậu ra ngoài đi, đi nghỉ ngơi đi. Vậy tôi về trước. Thái quân, sao ngài lại bắn chết anh ta? Tôi lo Thảo Thượng Phi và Hoa Mẫu Đơn sẽ kiếm chuyện. Cậu ta không chết, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Lưu truyền thuyết đang tiêu diệt Hán Giang còn gì, đẩy trách nhiệm cái chết của Triệu Thất cho bác lộ. Triệu Thất bị treo trên cây ở ngoài thành, lại còn dán cáo thị tiêu diệt Hán Giang của Huyện ủy Trung ương bác lộ. Dương Thiên Cáp, Lục Dương, cặp mắt chó của các người mù rồi. Kẻ làm sằng làm bậy là người của Du Trường Quý, sao lại giết anh em của tôi? Thảo Thượng Phi tôi không báo thù cho anh em, thề không làm người. Đưa đây Du Lục. Chính mắt anh nhìn thấy tờ cáo thị à? Chính mắt tôi nhìn thấy Triệu Thất còn bị Phanh Thây mổ bụng. Đừng nói nữa. Cho một mùi lửa đốt La Gia Tập. Đứng lại. Tôi cảm thấy chuyện này không bình thường. Cho dù bác lộ tiêu diệt Hán Giang cũng không Phanh Thây mổ bụng. Giả bán tiên có phải bác lộ không? Anh ta giả thần giả quỷ ở dãy Tiểu Phong, lưu truyền thuyết có phải bác lộ không? Suốt ngày làm chuyện kỳ quái. Đi, để xem ai dám đi. Tự ý điều động đội ngũ, người Nhật mà truy cứu, ai sẽ lãnh hậu quả? Alo, trung đội trưởng Thảo. Là tôi, Thái quân. Khu vực Quán Mã, Thiết Tượng, Lý Gia Diêu
Long Gia Phú Tử, hơn 100 thôn làng xuất hiện đại dịch. Các bà con thượng thổ hạ tả, trong đó Lý Gia Diêu là nơi nặng nhất, đã có hơn 10 người tử vong. Bí thư Lục, tôi cảm thấy hơi lạ. Anh xem, nơi xảy ra dịch bệnh đều nằm trong phạm vi của căn cứ, nhưng mà những nơi này lại nằm ở rìa của căn cứ. Công tác động viên kháng nhật và nền móng quần chúng ở đây cũng hơi yếu, nên tôi cảm thấy ở đây có gì mờ ám. Trợ lý Lâm, sao vội vậy? Long Gia Phú Tử cũng có người chết, một đêm chết ba người. Tôi vội đi báo cáo với phó bí thư. Vậy đi mau lên. Vậy tôi đi nha. Thái quân, bắt đầu từ hôm kia đã liên tục có người chết, hiện tại đã có trên 300 người, nhất là thôn đầu làng Lưu Gia Diêu, càng khiến người dân hoang mang. Rất tốt. Bây giờ bảo Bồ Tát của cậu xuất hiện đi, tôi sẽ cử người bí mật bảo vệ. Dân, thưa Thái quân, ngài cứ chờ xem kịch hay đi. Thông báo với chuột hang, phối hợp hành động. Dừng. Lão Lâm, xà cạp của tôi bị tuột, anh đi trước đi. Xông lên. Chỉ khi giết Bát Lộ mới tiêu diệt được nghiệp chướng, mới báo thù được cho các anh em. Xông lên. Đừng nổ súng. Các bà con, chúng tôi là chiến sĩ Bát Lộ, chúng tôi không tới hại người. Bồ Tát Nương Nương đã hiển linh, đao súng không thể xuyên qua bộ cơ thể hộ pháp. Xông lên. Xông lên. Các bà con, các bà con, đừng kích động. Có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Các bà con, người đồng hương, anh khuyên họ bình tĩnh lại đi. Bát Lộ giết người, mau chạy thôi, mau chạy thôi. Trợ lý Lâm, trợ lý Lâm. Tiểu Lâm, Tiểu Lâm. Phát hiện cái này khi thu dọn di vật của Lâm Thăng. Còn có cái này, chị xem là cái gì? Cái gì vậy? Loại thuốc này có tên là AX-4869, là một loại thuốc độc mới. Lẽ nào Lâm Thăng chính là gian tế? Một, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Giáo quan Triệu, qua đây một lát. Hai, ba, bốn, năm. Mấy ngày tới hãy trông chừng lưu truyền thuyết. Xảy ra chuyện gì? Anh không biết đâu. Tối qua có một đám người lấy danh nghĩa đại đội du kích phá hủy hương đường của hội Bồ Tát ở Long Gia Phú Tử, nói là báo thù cho đồng chí Lâm Thăng đã hy sinh. Không chỉ có như vậy, họ còn đập phá nhiều nhà cửa, thiêu chết hơn 20 người, còn cưỡng hiếp, sát hại một nữ tín đồ. Chuyện này có liên quan gì tới lưu truyền thuyết? Anh không biết đâu. Người dẫn đội đi phóng quả tự xưng là lưu truyền thuyết. Còn kẻ cưỡng hiếp sát hại nữ tín đồ kia cũng tự xưng là lưu truyền thuyết. Thiêu chết hơn 20 người, còn cưỡng hiếp sát hại một phụ nữ. Không chỉ có như vậy, Còn có người nhìn thấy, nói anh ta chính là lưu truyền thuyết. Còn có người gọi anh ta là Tham Mưu Lưu. Trong huyện ủy Trung ương, cô quan tâm tới anh ta nhất. Anh nói gì cơ? Ý tôi là không thể trông chừng cậu ta đâu.
Hay là để cậu ta đi chấp hành nhiệm vụ, đi rồi về cũng khoảng 7-8 ngày. Chúng ta tận dụng 7-8 ngày này giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Đó cũng là một cách hay. Trung tá, bên chuột hang vẫn không có tin tức về hành động của Lưu Truyền Thuyết. Xem ra chúng ta vẫn phải thêm dầu vào lửa ép Lưu Truyền Thuyết ra ngoài. Nhưng nếu Lưu Truyền Thuyết vẫn không xuất hiện thì sao? Vậy thì cư sĩ của chúng ta sẽ lấy danh nghĩa gọi hồn những tín đồ đã chết, tập hợp toàn bộ tín đồ đến Long Gia Phố Tử. Năm ngày sau, bảo cậu ta dẫn tín đồ tấn công Tôn Gia Bàn, tiêu diệt triệt để Huyện Ủy Trung ương Nhạc Thái. Theo tin tức đồng chí Bồng Chanh gửi đến, kẻ đứng sau sai khiến Hội Bồ Tát là Sakata. Đồng thời, gần đây hắn đang chuẩn bị cho hành động mới. Mục tiêu của lão rùa Sakata rất rõ ràng. Hắn muốn khuấy động quần chúng không biết sự thật, tấn công Huyện Ủy của chúng ta. Nên thời gian tới, tôi phải đến Long Gia Phố Tử tìm cơ hội vạch trần trò bị bợm này. Một mình cô đi quá nguy hiểm. Hay là bảo tiểu đoàn trưởng Triệu đi cùng với tôi, bảo cả Triệu Nhất Thương dẫn theo một tiểu đội mai phục hai bên Long Gia Phố Tử tiếp ứng, phòng chuyện bất trắc. Được rồi, cứ như vậy. Mọi người ở đây nghỉ ngơi uống nước. Lưu Truyền Thuyết cưỡng hiếp sát hại phụ nữ, chưa nghe qua hả? Tôi nói cho anh nghe, hắn không chỉ cưỡng hiếp sát hại phụ nữ, còn thiêu chết 20 mấy người. 20 mấy người? Anh nghe tôi nói, quả phụ Lý Nhị ở Long Gia Phố Tử quen Lưu Truyền Thuyết, chính mắt cô ta trông thấy. Không nói gì xa xôi, nói đến khe hạt tử đi, đơn thương độc mã bắn chết sĩ quan giặc kia. Ở lão qua khẩu càng lạ hơn, chửi ông trời một trận. Mọi người đoán xem kết quả như thế nào? Sao? Ông trời ngoan ngoãn cho hắn một trận mưa. Người của Hội Bồ Tát đã giết Bát Lộ. Đợi đã, với tính cách của Lưu Truyền Thuyết có thể dễ dàng bỏ qua sao? Mọi người muốn ăn gì? Với tính cách của Lưu Truyền Thuyết sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Phải lột da, rút gân của người Hội Bồ Tát. Còn mấy người đồn bậy cũng không dễ dàng buông tha. Phải cắt lưỡi đem đi xào. Anh nói vậy là sao? Bày cổ cạnh nhà xí khiến người ta kinh tởm. Như vậy đi, Thái Lão Pháo, Tiểu Lan, hai người mang đồ về Tôn Gia Bàn trước. Tôi đến Long Gia Phố Tử gặp cư sĩ kia. Đừng kích động, không được đâu. Tôi bị người ta chụp tiếng xấu, bôi nhỏ danh dự. Anh còn nói với tôi cái gì mà được hay không được? Với lại, nếu thật sự 2-3 nghìn người đến Tôn Gia Bàn gây rối, khó tránh động đao súng. Một khi có người đổ máu sẽ là chuyện lớn, nên tôi phải qua vạch trần âm mưu của bọn chúng. Tham Mưu Lưu nói đúng. Thái Lão Pháo, tôi với Tham Mưu Lưu đến Long Gia Phố Tử trước. Anh mang vật tư về Huyện Ủy Trung ương, sau đó báo cáo chuyện ở Long Gia Phố Tử với Bí Thư Lục và Đại Đội trưởng. Cô cùng với Thái Lão Pháo đến Tôn Gia Bàn. Không được, tôi phải đi theo anh để tránh anh phạm sai lầm. Đi mau đi, nếu không sẽ không kịp. Trưởng quan, chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi. Hai cậu nghe đây, nhất định phải để Dương Thiên Cáp suôn sẻ tiến vào Long Gia Phố Tử. Đội trưởng Du, cậu dẫn hai tiểu đội phong tỏa hai đường vào thôn, không cho bất kỳ ai vào trong. Dân Thiếu tá Asano, cậu dẫn một tiểu đội mai phục ở nóc nhà bốn phía. Bất luận xảy ra chuyện gì, không thấy tôi ra hiệu thì không được nổ súng. Nếu không thì sẽ xử theo quân pháp. Dừng. Được rồi, đi đi. Cậu còn chuyện gì không? Thái quân Sakata hạ hỏi nói chưa từng gặp ngài, muốn đến chào ngài. Vậy thì không cần. Đợi khi đại công cáo thành sẽ thưởng cho cậu ta. Vậy tôi đi trước.
Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật nơi nào dính bụi trần. Hội trưởng, pháp lực vô biên. Tôi vốn đã cắt đứt duyên trần, tĩnh tâm tu hành, không màng thế sự. Tiếc rằng bát lộ giả bán tiên làm kinh động thần phong đang tu hành ở giải tiểu phong, khiến đạo hành tu luyện trăm năm của thần phong bị quỷ trong chốc lát. Thần phong phẫn nộ, giáng pháp chỉ muốn dùng tính mạng hàng ngàn người để bù đắp. Xin pháp sư ban ân đức cứu chúng tôi khỏi khó khăn. Vô lượng thiên tôn, phun lửa kìa, thần thì quá đi, đúng là lợi hại. Người anh em, cho xin chút lửa. Người anh em, đại đội trưởng Dương, trùng hợp quá đi. Xem ra mọi chuyện đều là kế hoạch của anh. Cô nói đúng, tất cả đều là kế hoạch của chúng tôi. Nhưng mà cô là thu hoạch bất ngờ nhất. Đừng vội vui mừng, không biết chừng thu hoạch bất ngờ của tôi là anh. Tôi bảo này, Bác lộ, có bác lộ. Bồ Tát giáng pháp chỉ, chúng sanh đều phải nghe. Tiến về Tôn Gia Bàn, bắt lưu truyền thuyết. Nếu làm trái lệnh, chúng sanh chịu khổ vạn kiếp. Bát lộ không giao người, Tôn Gia Bàn đổ máu. Tôn Gia Bàn đổ máu. Tôn Gia Bàn đổ máu. Các bà con, đừng nghe ông ta nói bậy. Bác Lộ Quân và các bà con trước giờ như cá dưới nước, tuyệt đối không có chuyện tàn sát lẫn nhau. Nói bậy, cô lại dám ở đây mê hoặc dân chúng. Tôi là ai à? Ông nghe đây, tôi là đại đội trưởng đại đội du kích Huyện ủy Trung ương Nhạc Thái Bác Lộ, Dương Thiên Cáp. Cô là đại đội trưởng đại đội du kích Bác Lộ Quân, không sai. Được, vậy giao lưu truyền thuyết ra. Tôi phải báo thù cho những tín đồ đạo khuất, rửa hận cho cô gái bị hắn cưỡng hiếp, sát hại. Chúng tôi phải báo thù. Mọi người bình tĩnh một chút, nghe tôi nói. Hôm nay tôi đến là dẫn lưu truyền thuyết đến, để cho anh ta nói rõ chân tướng trước mặt mọi người. Cô nói gì? Lưu truyền thuyết ở dưới à? Lưu truyền thuyết? Lưu truyền thuyết, mời anh. Anh chính là lưu truyền thuyết. Cậu chính là lưu truyền thuyết, còn dám dắt mặt tới đây à? Cưỡng hiếp em gái quế hoa của tôi, mau đánh chết hắn. Đánh chết hắn đi, khốn kiếp. Khốn kiếp, nhanh lên, trốn thoát quan trọng. Đội trưởng Du, gặp được cậu thì tốt quá. Cuộc diện hỗn loạn quá đi. Như vậy đi, phiền cậu đưa chúng tôi tiền, chúng tôi đi trước. Tiền cái gì?
Lúc trước chúng ta đã nói rõ, tôi giúp cậu, cậu đưa chúng tôi tiền mà. Phải, tôi nói cho anh biết, đến giờ 3 tháng tôi còn chưa có tiền từ chỗ Hoàng Quân. Anh còn dám mở miệng? Nhưng mà đây là tiền công của chúng tôi mà. Tiền công cái con khỉ. Đội trưởng Du bắn hay lắm, bắn hay lắm. Anh ta chết sớm thì tốt. Đội trưởng Du, cô ta hết đạn rồi. Xông lên. Tôi đến kịp thời chứ? Rất kịp. Lưu truyền thuyết, tôi sẽ khiến cậu một đi không trở lại. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 3 và Triệu Nhất Thương sẽ đến chi viện ngay. Cô mau rút đi, tôi yểm hộ. Mau rút đi. Tôi trúng đạn rồi. Bắn. Anh không sao chứ? Không sao. Không sao. Đại đội trưởng, mọi người rút đi, chúng tôi yểm hộ. Đi mau, đi mau. Rút, rút. Xông lên. Đuổi theo. Mau lên. Vết thương của anh sao rồi? Không sao. Ráng chịu một chút. Hai người ở đây, tôi ra ngoài dụ bọn giặc. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Có đi cũng phải để tôi đi. Anh không được đi, anh đang bị thương. Để tôi đi. Tiểu Lan, trông chừng anh ta. Nhanh lên. Dừng. Đại đội trưởng, tôi. Cô buông ra. Cô ấy là vợ tôi, muốn chết cũng phải để tôi chết. Tiểu Lan, ở đây giao cho em. Chăm sóc tốt, tham mưu Lưu. Dừng. Nhanh lên. Dương Thiền Cáp, để xem cô chạy đi đâu. Đại đội trưởng đâu? Chị ấy ra ngoài vũ quân giặc rồi. Cô, anh không được ra ngoài. Tôi hy sinh cũng không sao. Dương Thiên Cáp là đại đội trưởng. Nếu cô ấy hy sinh, đại đội sẽ tan rã. Tôi mặc kệ, đây là mệnh lệnh. Cô sợ chết thì đừng ra ngoài. Đại đội du kích không có kẻ nhu nhược như cô. Các người có thể tóm được tôi, nhưng mà mấy người không bao giờ bắt được Lưu Truyền Thuyết. Tôi bắt được cô đồng nghĩa với việc bắt Lưu Truyền Thuyết. Truyền thuyết của Nhạc Thái phải chết ở Long Giao Phố Tử. Nếu anh ấy chết, anh ấy đã không phải là Lưu Truyền Thuyết. Tốt, vậy hôm nay tôi sẽ để cho cô xem tôi lột da Lưu Truyền Thuyết như thế nào. Lưu Truyền Thuyết, ai bảo anh tới? Còn không mau đi.
Mau xem, đại đội trưởng, cô im đi. Đừng qua đó. Đừng qua. Chỗ này quá gần tường thành, chắc chắn phía giặc của ta bắn tỉa. Đầu tôi rơi cũng không sao. Nếu đại đội trưởng hy sinh, chúng ta sẽ tan rã. Bọn giặc đang lợi dụng tâm lý này của anh. Lưu truyền thuyết, bây giờ người phụ nữ của cậu đang nằm trong tay tôi. Chúng ta đàm phán đi. Ông nghe đây, không cần đàm phán. Quy tắc do Lưu Gia Gia ra. Ông thả đại đội trưởng, tôi làm tù binh của ông. Anh nói nhảm gì vậy? Đi mau. Lưu truyền thuyết, người phụ nữ của cậu đang nằm trong tay tôi. Chỉ cần cậu đầu hàng, tôi đảm bảo sự an toàn của Dương Thiên Cáp và không xâm phạm tôn nghiêm của cô ta. Anh mau đi đi. Mau đi đi. Ngài Sakata, đừng phí lời với hắn. Mau đi đi, có nghe không? Lưu truyền thuyết, tôi đếm ngược từ 3. Nếu không quỳ xuống qua đây, tôi sẽ rạch nát mặt của cô ấy. Anh, truyền thuyết, nếu vẫn không qua, tôi sẽ cắt tay của cô ấy. Có giỏi thì thử xem. Lưu truyền thuyết, bây giờ anh là ai? Đại đội trưởng, tôi không hiểu câu này của cô. Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh là tham mưu Lưu của đại đội du kích huyện ủy trung ương. Anh có biết không? Tôi lấy thân phận đại đội trưởng đại đội du kích của huyện ủy trung ương ra lệnh cho anh mau dẫn đại đội rút lui. Rút lui đi. Lão Triệu, cách Long Gia Phú Tử 3 cây số là đường bọn giặc phải quay về. Tôi ở đây kéo chân bọn chúng. Anh dẫn các anh em qua bên đó chuẩn bị. Vâng, tôi hiểu rồi. Lưu truyền thuyết muốn rút lui. Tôi không tin cậu ta sẽ bỏ mặt Dương Thiên Cáp một mình bỏ chạy. Mau rút lui đi. Rút lui đi. Đại đội trưởng, đội ngũ đã rút. Sao anh còn ở đây? Giờ tôi không phải tham mưu Lưu, tôi chỉ là đầu bếp Lưu truyền thuyết. Tôi bảo anh đi, anh không hiểu à? Lưu truyền thuyết, tôi thật sự muốn đánh chết anh. Anh biết không, bọn họ bắt được tôi, thứ nhất không giết, thứ hai không dẫn đi, mục đích là để tóm anh. Bọn họ mặc kệ anh là tham mưu Lưu của đại đội du kích hay là đầu bếp Lưu truyền thuyết. Vị trí của anh trong lòng chúng quan trọng hơn tôi nhiều. Anh là anh hùng kháng Nhật trong lòng người dân Nhạc Thái. Anh là một truyền thuyết. Chỉ cần có anh, ngọn lửa kháng Nhật trong lòng người dân mới được đốt cháy một cách mãnh liệt hơn. Anh có hiểu không? Lưu truyền thuyết, cậu nghe thấy chưa? Hôm nay truyền thuyết của cậu phải kết thúc. Anh mau đi đi. Tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không? Có. Không chỉ kiếp này, còn có kiếp sau. Anh yêu tôi thì hãy nghe lời tôi. Tôi bảo anh bây giờ lập tức rời khỏi. Anh có đi không? Nếu còn không đi, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Đại đội trưởng, được, tôi đi. Lão rùa Sakata, ông cứ chờ đấy. Đuổi theo. Dừng lại. Để cho hắn đi. Tôi lại muốn xem Lưu truyền thuyết làm náo động quyền lỵ, canh phòng nghiêm ngặt như thế nào.